các cách thức để mà thu hút nhiều lượt hiển thị, nhiều lượt view hơn cho gian hàng của mình. Dạ em chào anh chị, cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Em xin giới thiệu, em là Mai, em là nhân viên chăm sóc khách hàng của MediaStep, là đối tác chiến lược của Alibaba tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ phần kiến thức về các cách thức để mà thu hút nhiều lượt hiển thị, nhiều lượt view hơn cho gian hàng của mình. Thì trong quá trình mà hỗ trợ các khách hàng á, thì em thấy cái vấn đề này á là cái vấn đề mà rất là nhiều khách gặp phải luôn, và nó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái việc là mình nhận rất là ít thư hỏi hàng. Cho nên là hôm nay em chọn chủ đề này để em chia sẻ với anh chị. Thì đầu tiên thì cho em hỏi là không biết tín hiệu bên em anh chị có nghe rõ chưa? Dạ anh chị đang nghe rõ, anh chị chat vào ô chat giúp em số 1 nha, để em biết và em sẽ tiếp tục cái bắt đầu cái buổi nội dung sẽ ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy là tín hiệu của mình đã tốt và em sẽ vào nội dung chính ngày hôm nay để không mất thời gian của anh chị nha. Bây giờ là 14 giờ rồi. Dạ. Rồi. Về nội dung chính của buổi chia sẻ ngày hôm nay, nó sẽ gồm có 3 phần. Đầu tiên em sẽ nói về cái hệ thống VCIO và tầm quan trọng của cái việc mà cải thiện lượt view, lượt hiển thị cho gian hàng của mình. Phần thứ hai là em sẽ đi chi tiết là các cách thức để mà thu hút nhiều lượt view hơn cho gian hàng, và phần cuối cùng là phần tổng hợp lại các kiến thức. Dạ. Và phần đầu tiên thì hệ thống VCIO. Thì cái này có thể là rất là nhiều buổi hướng dẫn trước là anh chị đã có nghe rồi, nhưng mà cái vấn đề này là em thấy rất ít anh chị nào mà thực sự để tâm tới, hay là mình có một cái file data để mà mình ghi chú lại để mà mình theo dõi cụ thể này. Nhưng mà anh chị lưu ý khi hoạt động ở trên Alibaba này á, thì mình phải luôn theo dõi cái chỉ số này nha. VCIO nó viết tắt cho chữ views nè, chữ V là chữ view nè, C là click, E là inquiries, còn O là orders. Thì đó là cái quá trình mà mình gọi nó giống như là cái hình phễu để mà mình lọc khách hàng. Thì anh chị thường hay than phiền với em rằng là tại sao lại ít inquiry thế, thì nó đến từ đâu? Đến từ tại sao khách gửi ít thư hỏi hàng, nó đến từ cái lượt lít ít. Và nguyên nhân cốt lõi nó vẫn là lượt view nó ít. Đó, em đã hỗ trợ rất là nhiều khách hàng và em thấy là anh chị rất thường hay bị cái vấn đề này. Cho nên là em sẽ nói cách để mà mình có thể cải thiện nhé. Rồi, data overview thì không biết là một tháng thì anh chị có thường vào cái hệ thống này anh chị theo dõi không ha? Một nửa tháng hay là một tháng gì đó. Thì mình nên vào cái chỗ này để mình coi nha. Đây em chỉ cho anh chị xem một cái tài khoản. Nó nằm ở vị trí này nè. Data Overview là mình vào My Alibaba nha. Mình vào Analytics. Rồi mình bấm vào chỗ Data Overview này. Rồi, tới đây anh chị lọc cho em cái thời gian. Ví dụ mình muốn xem cái thời gian theo tuần hoặc là theo tháng, thì mình lọc cái thời gian ở đây. Ví dụ bây giờ em sẽ coi số tháng 4. Đó, thì tháng 4 gian hàng của em đang mở, thì họ có lượt hiển thị là 4.790 này. Lượt lít là 36 này. Tên thư hỏi hàng là 28 này. Đó, thì vô đây anh chị có thể thấy. Nhưng mà nó trình bày ở đây thì anh chị nên, trong quá trình mình vận hành, em khuyến khích anh chị nên ghi ra một cái file Excel hay là một cái file gì đó anh chị dễ theo dõi và cũng như là dễ so sánh giữa các tháng với nhau đó, để mình theo dõi coi tháng này với tháng trước là mình hoạt động tăng hay là giảm, hay là mình đang gặp vấn đề gì. Thì nhìn vào cái sơ đồ VCIO này á, đây VCIO này nó cho mình biết cái gì. Ví dụ thông thường á, một gian hàng hoạt động hiệu quả bên em tính toán á nha, là lượt view chuyển sang lead, cái tỷ lệ chuyển đổi nó phải đạt ít nhất là 1%. Từ lead sang inquiry, tức là khách hàng lead vào rồi khách gửi thư hỏi hàng, ít nhất là phải đạt 10%. Thì anh chị xem lại trong cái sau cái buổi này nè, anh chị xem lại các số liệu của gian hàng mình thử xem cái số liệu này nó có đạt tiêu chuẩn chưa. Nó đạt 1% hay là đạt 10 cái tỷ lệ chuyển đổi từ view sang lead chưa? Đây, từ view này sang lead này, ít nhất đạt 1% này. Từ lead sang thư hỏi hàng, ít nhất phải đạt 10%. Đó, thì mình phải xem lại coi cái gian hàng của mình nó đạt được nhiêu đó chưa. Nếu nó đạt rồi thì ok, nó hiệu quả.
nó hiệu quả vẫn ở tỷ lệ chuyển đổi nha. Còn nếu mà nó chưa đạt á thì anh chị phải có một cái phương án điều chỉnh. Thì để mà cải thiện cái lượt lead và lượt inquiry thì hôm nay cái bài ở đây em không có nói sâu, tại vì nó sẽ có những cái em sẽ có những cái bài khác để mà đào sâu cái việc cải thiện lượt lead và lượt view. Hôm nay em chỉ đào sâu cái việc là tăng cái lượt view cho mình. Ví dụ em có một cái số liệu của gian hàng em liệt kê ra đây, của trung bình ngành lượt view hàng tháng của họ, một của tháng 4 của họ là 1.118.986 lượt ha, của leader ngành này, của gian hàng này, thì cuối gian hàng 8.968 thì lượt click của họ 126, chia ra là cái tỷ lệ chuyển đổi là 1,4% là ok, là cao hơn cái tỷ lệ tiêu chuẩn rồi. Rồi từ click sang thư hỏi hàng từ 126 xuống 15 đi thì nó đạt 12% là ok, nó đã qua cái mức tiêu chuẩn rồi đó. Thì cái vấn đề của nhà này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái việc tại sao khoảng tháng rồi chị gửi nhận được có 15 thư hỏi hàng này, thì anh chị nhìn thấy nó đến từ cái việc cái lượt hiển thị view của họ quá ít, hiển thị lượt view của họ quá ít ha. Rồi và anh chị có thể tự tính toán xem mình vị trí của mình trong ngành của như như thế nào. Ví dụ cái nhà này của em này lượt view là chỉ có 8.968 thôi, trong khi đó trung bình ngành nha, tức là tất cả những cái nhà mà họ hoạt động tốt và không tốt cộng lại chia đều ra đó là 1.118.000 lượt, tức là mình chia ra vị trí của cái nhà này hiện tại chỉ có đứng vị trí khoảng 7,54% so với trung bình ngành thôi. Như vậy là rất là ít luôn, rất là ít. Nếu mà anh chị muốn biết là cái sàn Alibaba có hoạt động hiệu quả hay không thì ít nhất cái chỉ số, các chỉ số của mình phải đạt được ở mức trung bình ngành mình mới thấy được. Còn nếu với cái chỉ số mà thấp như thế này thì dù có thị trường nó có tiềm năng cỡ nào đi nữa thì không có đến lượt mình có cơ hội kinh doanh, nhà khác họ vớt mất tiêu rồi. Đó thì mình phải hoạt động làm sao này, kéo cái lượt view lên. Thì cái lượt view này tầm quan trọng chủ yếu đó là khi lượt view tăng chắc chắn lượt click sẽ tăng, và khi đó lượt inquiry anh chị nhận được chắc chắn là sẽ tăng. Ba cái này nó tỷ lệ thuận với nhau, nhưng mà nó từ view sang list này nó tăng nhiều hay ít, hay là từ view sang list nó tăng nhiều hay ít, hay là từ list sang inquiry nó tăng nhiều hay ít sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, đặc biệt là về cái bài đăng, về gian hàng của mình nữa. Hôm nay em chỉ đi sâu vào cái việc là tăng lượt view thôi. À, rồi anh chị có thể xem lại, anh chị có thể vào cái data overview á, anh chị chia ra theo cái vị trí trong trong ngành của mình nó được bao nhiêu rồi so với trung bình ngành. Mình lấy cái chỉ số của gian hàng mình đấy, đây này, anh chị có thể rê con chuột vào đây. Ví dụ em đang coi của tháng 4 ha, em bấm vào cái search impression này, em rê con chuột vào cái vị trí ngành. À, ở đây cái ngành này nó hơi hẹp hiện tại là nó không có thể hiện trung bình ngành, nhưng mà hoặc là anh chị có thể nhắn qua bên em nếu mà trong cái trang của mình không thấy, anh chị nhắn qua bên em sẽ coi cho mình đó. Anh chị lấy cái số của mình chia cho của trung bình ngành là anh chị biết là cái gian hàng của mình đang ở cái vị trí nào rồi. Đây, vị trí nè, mình xem này. Rồi cái lượt hiển thị của mình nó ngoài việc xem ở chỗ này, ở chỗ data overview ra, mình vào analytics này, data overview lượt hiển thị mình ngoài xem ở vị trí này ra, mình còn xem được ở cái chỗ đó là mình vào analytics ha. Anh chị vào cái performance này, product performance đây. Này, mình bấm vào nó ra một cái giao diện như thế này, anh chị bấm vào cái lượt view ở đây này đó, và anh chị cũng có thể thấy được là lượt view của từng sản phẩm cụ thể. Đây, từng sản phẩm cụ thể có bao nhiêu lượt view để mình biết được là sản phẩm nào đang có lượt view nhiều, sản phẩm nào có lượt view ít, để mà mình có cái kế hoạch là tối ưu cái bài đăng đó hoặc là nhân bản thêm nhiều cái bài đăng đó. Đây đó, đó là những cái chỗ mà mình có thể xem được lượt view. Đây em có ghi ra ở trong file luôn. Rồi em sẽ đi tới cái phần chính ngày hôm nay, thì làm sao để mà tăng lượt view của mình. Thì cái quan trọng nhất và cái ưu tiên hàng đầu luôn đó là cái phần star rating. Thì anh chị đã nghe rất là nhiều lần rồi về cái star rating, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc hiển thị sản phẩm của mình, thứ hạng hiển thị sản phẩm của mình ở trên kết quả tìm kiếm khi mà khách hàng họ gõ cái từ khóa tìm kiếm. Và yếu tố này nó chiếm tới 60% trong thuật toán của Alibaba luôn ấy. Đó, thì anh chị có thể ví dụ như nha. Ví dụ như em bấm vào đây
cái sản phẩm là plastic bag đi. Đây, sản phẩm là túi nhựa ha. Rồi, anh chị thấy này, trừ những nhà đang chạy quảng cáo em không nói, họ bỏ tiền ra họ chạy quảng cáo rồi thì không nói. Còn những nhà mà có thứ hàng sao ở trên trang 1 thì em đang ở trên trang 1, anh chị thấy không? Còn là những nhà có thứ hàng sao cao thôi, 3, 4, 5 sao trở lên. Đấy, tức là Alibaba họ ưu tiên đẩy những nhà thứ hàng sao cao lên trang đầu, hoặc là trang 2, hoặc là trang 3. Đó, rồi càng về sau, anh chị thấy em đang kéo càng về sau, anh chị có thấy không? Bắt, ví dụ em qua cái trang thứ 5 luôn đi. Đây anh chị thấy không, thứ hạng sao nó bắt đầu giảm liền, nhìn chung là giảm liền, chỉ còn một hai sao thôi đó. Thì nếu như mà anh chị coi lại cái thứ hạng sao của gian hàng mình xem hiện tại đang ở mấy sao là mình biết được là cái sự hiển thị của mình tại sao nó thấp rồi đó, cái sự lượt view của mình nó thấp rồi đó. Không, thì nếu mà anh chị không chạy quảng cáo nha, cao nhất mình có thể đạt được tới 3 sao lận, thì mình coi lại xem cái thứ hạng sao của mình đã được 3 sao chưa. Rồi để mà và cái thứ hạng sao này, nếu mà hạng sao thứ hạng này thì mình xem cái biểu đồ biểu thị ha, thứ hạng sao càng cao thì cái khả năng mà Alibaba họ đẩy cái sản phẩm của mình á, cái search ranking á nó càng cao này. Đấy, rồi và việc thứ hạng sao cao ngoài ra nó còn ảnh hưởng tới việc là nó cho mình, ví dụ trong cái gian hàng của mình có cái kệ trưng bày là showcase á, thì nếu mà kết hợp từ showcase này mà kết hợp với star rating cao nữa thì cái showcase, những sản phẩm showcase là những sản phẩm mà gọi tiếng Việt gọi là một cái kệ trưng bày đấy. Ví dụ anh chị đi ra ngoài trong những cái shop quần áo thời trang ấy, anh chị thấy những cái con mannequin mà họ đặt ở phía trước cửa tiệm ấy, thì những cái bộ đồ mà mặc cho những con mannequin này rõ ràng nó sẽ có lượt view cao, sẽ được những cái khách hàng qua lại họ xem nhiều hơn, sẽ có lượt hiển thị nhiều hơn. Theo tính toán của Alibaba bên em là cao khoảng hơn gấp 4 lần so với những cái sản phẩm khác không để trong showcase. Mà nếu mà mình có kết hợp với cái thứ hạng sao nữa thì những cái sản phẩm trong showcase này cái sự hiển thị nó sẽ cao hơn rất là nhiều. À, rồi, thế làm sao để mà đạt cái thứ hạng sao cao? Thì anh chị vào cái chỗ. Đây, trong My Alibaba ha, mình vào Analytics này. Mình bấm vào Star Rating để mình coi các dữ liệu này. Ví dụ nhà này của em hiện tại là đang 3 sao, dự kiến tháng sau là 2 sao. Và dưới đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc thứ hạng sao của mình là cao hay thấp. Thì như anh chị đã biết đấy, thì để mà thứ hạng sao của gian hàng của mình, ví dụ mình muốn 3 sao thì tất cả những chỉ số ở dưới đây mình phải chạy đều hết là 3 sao hết, không được để tụt một cái chỉ số nào. Nếu không là cái chỉ số gian hàng của mình nó sẽ tính theo cái chỉ số thấp nhất. Nó ví dụ tất cả đều là 3 sao hết mà bên em có một cái chỉ số này nó không đạt 3 sao này, cho nên hiện tại nó rớt xuống chỉ còn 2 sao thôi. Đó thì ở đây em cũng có nhắc lại cho mình, chắc là anh chị cũng nghe rất là nhiều lần rồi nhưng mà em nhắc lại một lần nữa để mà anh chị biết cách tăng thứ hạng sao của gian hàng của mình. Thì cái yếu tố đầu tiên về sản phẩm potential product and above chỉ số ở đây, để cái chỉ số này tăng lên thì điều tiên quyết anh chị phải đăng nhiều sản phẩm này, cập nhật xu hướng trend để đạt sản phẩm potential này. À, rồi tối ưu từ khóa để tăng lưu lượng truy cập nhiều hơn. Đó, rồi để làm cái sản phẩm của mình từ potential product lên top super product đó, thì mình phải coi lại coi cái những sản phẩm top và sản phẩm super, tức là những cái sản phẩm mà khách họ gửi thư hỏi hàng cho mình ấy, hoặc là gửi tin nhắn chat nào cho mình, hoặc là có tương tác, tức là có gửi thư hỏi hàng qua những cái sản phẩm này, thì mình phải coi lại coi cái giá bán của mình so với đối thủ nó có đủ sức, nó có quá cao hay không, hay là nó có cạnh tranh hay không ha. Rồi tối ưu cái nội dung template và mini site để mà thuyết phục khách họ gửi thư hỏi hàng cho mình. Tại vì khi khách hàng á mà họ click vào cái sản phẩm, ví dụ em là khách hàng nhé, em click vào cái sản phẩm này. Đây, thì khách hàng đã click vào rồi, họ vào tới cái trang này thì họ xem những cái thông tin gì? Đây, có phải là cái thông tin là rồi mạng em hơi chậm, chị chờ xíu nha. Đi
chi tiết của sản phẩm này và thông tin chi tiết của công ty này. Đó, đây là một cái bộ giống như là một cái bộ hồ sơ thuyết trình của mình đó, trước khách hàng để mình thuyết phục họ gửi thư hỏi hàng cho mình. Thì những cái thông tin ở trong đây mình phải để làm sao cho nó càng phong phú nội dung này, càng chi tiết, càng chuyên nghiệp. Mình có cái thế mạnh gì mình phải show ra hết cho họ thấy. Tại vì trên cái thị trường online này họ đâu có đến trực tiếp nhà máy của mình coi được đâu. Đó, mình không show ra thì họ đâu có biết. Đó, cho nên là mình phải tối ưu nó lên. Mình có thể tham khảo thêm những cái đối thủ của mình ở bên Trung Quốc. Ví dụ vậy, họ đã có hơn 20 năm kinh nghiệm ở trên sàn Alibaba này rồi. Và cái những trang trang web của họ làm cũng rất là đẹp luôn. Mình có thể vào đó mình xem và mình cập nhật thêm vào cái nội dung product size và mini size của mình để cho nó hay hơn. Rồi, gửi nhiều báo giá trên thị trường RFQ nữa. Thì một tháng anh chị có khoảng 60 lượt báo giá đấy. Mình cố gắng mình gửi càng nhiều càng tốt. Rồi story one time, cái này em thấy cái này là cái phần dễ lấy nhất này, nhưng mà nếu mà anh chị lơ là nó cũng tuột rất nó cũng rất là dễ tuột rất là nhanh luôn á. Tức là mình phải trả lời nhanh chóng tất cả các thư hỏi hàng hoặc là tin nhắn của khách, và tối ưu nhất là trong vòng 12 giờ, mình không để quá 12 giờ, tại vì trong 12 tiếng mình được 5 sao này. Đó, thì anh chị nếu mà anh chị nào mà chưa có cài đặt mà Alibaba Supplier app về máy á, thì mình có thể cài cái app này về máy ha, để mà mình trả lời cái tin khách hàng mà nhắn tin đến, thì mình có thể kiểm tra nhanh và mình trả lời nhanh chóng cho khách hàng, mình tránh để cho khách hàng đợi lâu và ảnh hưởng đến thứ hàng sau của mình luôn. Đó, rồi theo là ngoài ra nó còn có cái chỉ số marketing này. Theo em đánh giá thì cái phần này là cái phần kiểu khó lấy điểm nhất ấy. Là number of activator, tức là những khách hàng họ có gửi thư hỏi hàng này, gửi tin nhắn hoặc là họ phản hồi của mình trên thị trường RFQ. Đó, thì ở đây mình liên quan đến khách gửi thư hỏi hàng thì cũng giống như trên em đã đề cập, tức là mình phải cố gắng là mình tối ưu cái nội dung tem đắc và mini size nhiều lên. Đó, làm nổi bật thế mạnh của doanh nghiệp mình này, gửi càng nhiều báo giá trên thị trường RFQ càng tốt, tại vì mình gửi càng nhiều cái khả năng khách mở ra họ đọc này và họ phản hồi cho mình nó càng cao. Thì cái nó liên quan đến activator này. Đó. Rồi conversion rate, khi mà cái số lượng conversion rate có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi những khách hàng họ vào xem gian hàng cho mình. Và sao đó, conversion rate tức là tỷ lệ chuyển đổi, tức là số lượng khách hàng họ gửi thư hỏi hàng cho mình này chia cho tất cả những khách hàng họ đã vào thăm gian hàng của mình. Thì khi nào cái số lượng activator này nó tăng thì cái conversion rate này nó tỷ lệ thuận nó cũng sẽ tăng theo. Đó. Rồi, và cái cuối cùng là cái marketing traffic index, thì cái này em thấy là các anh chị mà được ba muốn được 3 sao á, hay hay bị hụt cái chỗ này nhiều nhất luôn ấy. Là đầu tiên để mà đạt được mình 10 điểm, mình phải mở hết các sản phẩm trên gian hàng showcase này, đăng thêm những cái tối thiểu 5 video cho những cái tối thiểu 5 video cho 5 sản phẩm ở trên sàn này, gửi tối thiểu 14 cái báo giá trên thị trường RFQ, và cái cuối cùng là mình phản hồi tất cả tin nhắn và inquiry của khách hàng trong vòng 24 giờ, và tối thiểu phải đạt là 90%. Đó, em cái chỗ này em thấy anh chị rất là thường hay bị rớt luôn. Thì cái này anh chị có thể kiểm tra ở chỗ là mình vào cái communication nha. Anh chị click trực tiếp vào luôn. Dạ, chị là anh Phi ơi, trung bình ngành số, nếu mà số liệu hiện tại trung bình ngành của mình nó hiện tại là trên cái data overview mình chưa thấy, mình có thể nhắn tin cho cái bạn ở trong ở group hỗ trợ của mình, bạn ấy sẽ có cái hệ thống CRM, bạn ấy xem cho mình nhé. Dạ, rồi ở đây cái score response rate này, anh chị nhìn thấy cái chỉ số này không? Đây, mình phải đạt ở đây ít nhất là 90%. 90% nha, thì mình mới có được 30 điểm. Mình mới được 30 điểm ở đây và mình đạt được 3 sao ở đây. Thông thường em thấy là đa số anh chị là bị rớt cái chỗ này rất là nhiều. Đó. Rồi, đó là cái star rating. Anh chị xem lại xem star rating hiện tại. Anh chị có thể comment giúp em hiện tại gian hàng của mình được bao nhiêu sao không? Giá trị hiện tại. Dạ rồi. Dạ, khó lên được 3 sao, khó lên 4 sao. Còn các anh chị khác thì sao? Mình có theo dõi cái chỉ số sao của gian hàng của mình không hay? Dạ. Rồi, cái
cái chỉ số sau là cái yếu tố đầu tiên này, cải thiện cái lượt view của mình hen. Thì thứ hai đó là cái phần đăng bài. Thì hoạt động ở trên Alibaba này em chia sẻ thật đó là nó là gọi là một cái quy luật rồi, không phải là mình có 5 sản phẩm mình đăng 5 bài lên rồi mình để đó giống như ở trên Shopee hay Lazada rồi cứ để đó rồi bán hoài. Không 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 phải vậy. Ở trên sàn này á, là mình phải đăng càng nhiều bài đăng càng tốt, mình đăng càng nhiều thì em bảo đảm là cái lượng traffic của mình á, nó sẽ tỷ lệ thuận theo, nó sẽ tỷ lệ thuận nó tăng theo. Và em theo em cái trong quá trình em hỗ trợ những cái nhà em hoạt động hỗ trợ tốt, gian hàng của họ không khi nào mà dưới 300 bài hết, không khi nào dưới 300 bài hết. Cái nhà tốt nhất mà em đang hỗ trợ hiện tại họ đã đạt được hơn 1.500 bài đăng rồi, và cái lượng view của họ hàng tháng cũng hơn 20, em nhớ không lầm gần đây em coi là cũng khoảng 25.000 lượt view rồi đó. Thì mình phải cố gắng mình đăng bài thường xuyên, ví dụ một tuần anh chị vào mình có thể đăng khoảng 10 bài 20 bài, tại vì mỗi khi mà mình anh chị đăng cái bài đăng mới, Alibaba nó sẽ cập nhật những cái bài đăng này lên, nó đẩy cái vị trí hiển thị của mình nó tốt hơn đó. Và trong cái giai đoạn khoảng từ 90 ngày đến 180 ngày đối với những cái bài đăng cũ, những bài đăng cũ mà mình không có tối ưu hay là mình không có động tới, thì nó sẽ kiểu như là nó xem như cái sản phẩm đó của mình không bán đó, nó sẽ gỡ tạm thời xuống luôn đó. Cho nên là anh chị phải đăng nha, càng nhiều bài càng tốt. Anh chị coi lại coi cái số lượng bài đăng của mình hiện tại nó được bao nhiêu rồi nha, và đăng thường xuyên nha. Và trong quá trình mình đăng mình cũng phải cập nhật thêm từ khóa nữa, tại vì từ khóa nó cũng đây, ví dụ như là khách hàng, em là khách hàng nhé, em search ở trên đây anh chị không, em bấm vào plastic bath nha, thì những cái nhà nào mà có cái chữ plastic bath thì nó sẽ hiện lên hen. Nếu như em là khách hàng em sẽ bấm anh chị chờ xíu nha. Đây, thì anh chị thấy không, cái dòng em tìm kiếm là Plastic Bag Wholesale from Việt Nam, thì những cái nhà nào mà trong cái tên sản phẩm hoặc là cái từ khóa của nó chứa đựng càng nhiều từ giống như là cái từ khóa em tìm kiếm á, thì cái nó hiện lên nó sẽ cao hơn này. Ví dụ anh này nhìn thấy cái nhà này Plastic Bag có chữ Việt Nam này, nó có chữ Wholesale nữa này, đó là nó hiện lên trên đúng không, nó Wholesale Plastic Bag Việt Nam. Nếu mà cái tên sản phẩm của mình nó ngắn quá hoặc là nó không chứa những cái từ khóa mà khách hàng đang tìm kiếm nhiều á, thì khách hàng tìm mình đâu có hiện lên đâu. Đó. Cái mức độ liên quan nó càng nhiều thì mức độ hiển thị nó càng tốt. Thì cái từ khóa này anh chị có thể tối ưu bằng cách nào? Đây là cái từ khóa, là cái con đường đầu tiên khách hàng tiếp cận với sản phẩm của mình này. Nếu mà mình để cái từ khóa không có những cái từ hot hay là khách hàng tìm kiếm nhiều là khách hàng tìm sản phẩm của mình nó không có hiện lên, là lượt view của mình nó chắc chắn sẽ thấp. Thì khoảng 1 tháng hay là 2 tháng anh chị nên cập nhật một lần ha. Rồi em có một số cách gợi ý để anh chị có thể cập nhật những từ khóa này. Anh chị nên làm một cái file Excel, nên làm một cái file Excel để mình dạng như là mình sưu tầm ấy, mình sưu tầm, mình tập hợp những cái từ khóa lại, chứ mình ngồi mình nghĩ ra nó lâu lắm và nó không hiệu quả nữa. Rồi đầu tiên là mình nên sử dụng cái công cụ phân tích từ khóa key analysis ha. Cái này là chắc là bên em cũng nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà anh em nhắc lại nên nhớ này. Anh mình vào My Alibaba này, vào Analytics này, rồi kéo xuống ở dưới này nó có cái keyword analysis. Chọn cái đây, khi mà mình chọn thời gian 30 ngày. Đây, khi mình mới vào á thì Alibaba họ có gợi ý cho mình những cái từ khóa liên quan đến cái ngành hàng của mình này. Đó, cái này là nó gợi ý sẵn nha. Đó thì anh chị coi thôi, những cái
gợi ý này nó có phù hợp với cái sản phẩm của mình hay không, và mình coi được cái lượt hiển thị này, cái lượt view này nó có cao hay không. Đó. Thì mình sẽ sử dụng những cái từ khóa đó gắn vào cái bộ sưu tập từ khóa của mình để mình gắn vào cái sản phẩm của mình. Hoặc là nếu mà anh chị có một cái từ nào mà anh chị nghĩ ra hay là tìm được ấy, thì mình cũng vào đây mình sợ thử. Ví dụ của em là cái sản phẩm là cordyceps, nhưng mà ví dụ em có một cái nhà hộ ông cordyceps military. Đây, ví dụ em muốn đăng cái chữ là Cordyceps Military thì đây là cái sản phẩm về đông trùng hạ thảo ha. Thì anh chị thấy không? Mình chọn cái thời gian là 30 ngày nha. Tại vì nếu mà 7 ngày nó có thể ảnh hưởng đến những cái chu trình chạy marketing của những nhà khác á, thì nó sẽ không có chính xác. Nếu mà mình muốn tập trung vào cái thị trường cụ thể, mình muốn tìm hiểu xem cái thị trường đó cụ thể mình muốn đánh vào Mỹ đi hay là Anh đó, mà mình muốn xem đây thị trường đó khách hàng họ tìm kiếm bằng cái từ khóa như thế nào, thì mình có thể chọn cái từ khóa đó luôn. Ô, chọn cái quốc gia đó luôn để mình coi cụ thể, còn không thì mình cứ để global nha. Thì cái chữ Cordyceps military này tháng qua là 44 lượt 44 lượt tìm kiếm này. Rồi. Tháng qua này 44 lượt tìm kiếm này. Hoặc là cái chữ Cordyceps military extract này 15 lượt này. Đây, đây là những cái từ mà khách hàng tìm kiếm này, mình coi coi nó có phù hợp với sản phẩm của mình hay không. Đó, coi cái lượt hiển thị, lượt view của họ tốt hay không, và mình sẽ gắn vào cái sản phẩm của mình. Đó, hoặc là rồi, cách thứ hai anh chị có thể cân nhắc đó là mình tìm kiếm trên thị trường RFQ. Đây là cái nơi mà khách hàng họ tự đánh cái tên sản phẩm lên, tự đánh cái tên sản phẩm họ tìm kiếm lên này. Mình vào Communication ha, mình vào RFQ Market này. Đây là cái thị trường RFQ này. Ví dụ mình tìm thử cái dòng sản phẩm của mình. Đây, ở đây nó sẽ có những cái từ mà khách hàng họ dùng để họ đăng cái yêu cầu của họ lên. Thì mình xem những cái từ này nó có phổ biến hay không, nó có hot hay không. Thì mình ví dụ ở đây họ dùng cái từ là dry mushroom, thì cordyceps đông trùng hạ thảo cũng là một cái loại dry mushroom đó. Cái mình coi thử coi cái chữ này á, khách hàng họ có tìm kiếm nhiều hay không. Cái mình lên đây mình vào lại cái chỗ mà phân tích từ khóa đấy, cái mình vô đây mình coi cái chữ dry mushroom. Đó, có nhiều lượt tìm kiếm hay không? Rồi, chữ dry mushroom này 46 lượt tìm kiếm này, dry shiitake mushroom. Vậy chữ dry mushroom không có ID 20 lượt tìm kiếm này. Đấy, thế mình nếu mà vào đây mình thấy cái chữ dry mushroom này có nhiều lượt tìm kiếm thì mình gắn cái này, mình sưu tầm cái này lại vào file Excel và mình gắn vào cái sản phẩm mình chuẩn bị đăng. Đó, đó là một cách để mà mình có thêm từ khóa mới. Hoặc là mình có thể tìm kiếm trên thị trường luôn của đối thủ của mình luôn. Đây. Ví dụ em bấm đây Cordyceps thì anh chị thấy không, nó gợi ý cho mình đây là những cái từ khóa mà khách hàng họ tìm kiếm này, họ đang gợi ý cho mình những cái hàng mà khách hàng tìm kiếm nhiều đấy. Đó, mình thấy cái nào được thì mình có thể sử dụng cho cái sản phẩm của mình, hoặc là mình bấm mình coi của đối thủ của mình luôn cũng được. Đây, ví dụ mình thấy những cái từ như là healthcare use nè, high quality nè, rồi Bullfrog Factory Outlet, Bullfrog Military Extract Powder, Cordyceps, Fruit Body Extract, Extract, Used for Medicine. Đấy, rất là nhiều từ luôn. Mình có thể tham khảo thử. Mình copy một hai cái từ mà mình quan tâm và mình vào cái Keyword Analysis mình tìm kiếm coi. À, cái lượt khách hàng tìm kiếm có nhiều hay không, và mình quyết định là mình sử dụng nó. Hoặc là anh chỉ có thể dùng ở công cụ Analytics vào cái product performance, nó cũng có hiển, nó cũng có thống kê cho mình luôn. Đây, anh chị vào cái analysis ha, mình vào product này, product performance này.
không chơi theo tháng. Đây vào đây, anh chị thấy cái sản phẩm này, ví dụ sản phẩm em đang có sản phẩm bánh quy là khách hàng đang xem nhiều, 235 lượt view. Và khách hàng view tìm thấy cái sản phẩm của em bằng những cái từ khóa nào? Anh chị kêu qua đây, kéo qua nó có chữ Buyer Query with View này. Mình bấm chữ More nó hiện ra những cái từ khóa khách hàng tìm kiếm đây. Biscuit, cookie, cookie có S rồi. Cookie có S rồi, cookie không S nó khác đấy nha. Đó. Rồi biscuits and cookies rồi biscotti. Biscotti chắc là cái từ dạng bánh quy của một cái quốc gia cụ thể nào đó, họ đánh cho biscotti nữa nè. Đó, mình có thể lên, mình lấy cái từ này mình vô cái keyword analytics mình coi nó có nhiều lượt tìm kiếm hay không này. Đó, rồi. Rồi food biscuit, rồi snack from Việt Nam. Đó, rất là nhiều từ luôn. Anh chị có thể vào đây mình tham khảo nghe. Rồi, hoặc là mình vào đây, hoặc là ở đây nó có cái mục đó là analytics này, mình vào cái chủ top keyword ở đây. Top search. Đó, rồi, đây, hiện ra rất là nhiều từ khóa đây. Khách hàng tìm đến cái gian hàng của mình bằng những cái từ khóa này. Đó. Rồi, và mỗi từ khóa họ view cái sản phẩm của mình bao nhiêu lượt luôn, họ cũng ghi cụ thể luôn. Đó, hoặc Việt Nam product này, đó, mình có thể áp dụng thử. Thì đó là những cái cách để mình tìm những cái bộ từ khóa, hoặc là anh chị có thể lên Google nha. Nó có một cái Google Trend. Đây, Tourist Trend. Tiêu cái link đó rồi. Em nhớ có một cái link đẹp. Hoặc là anh chị có thể dùng cái công cụ ở trên Google ấy, nó có một cái Google Trend, ông không nhớ cái link cụ thể là Google gì. Đây. Dạ, ơn. Ôi, mạng chậm. Rồi, mạng nó hơi chậm. Mà vào đây anh chị có thể tìm kiếm mà. Mình đánh cái tên sẽ phân tích cho mình luôn này. Nó theo thời gian, theo cái khu vực này nọ. Đó, có bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt tìm kiếm. Mình có thể sử dụng cái chức năng này để mà mình sưu tầm cái bộ từ khóa. À, lúc nãy bạn, các bài đăng có được giống nhau không? À, các bài đăng khi mà mình nhân bản á, nó không được giống nhau nha. Bạn phải đổi cái phần là tên sản phẩm tuyệt đối không được giống nhau nè. Bạn có thể thay thay một chữ này, thay đổi vị trí của một cụm từ, hay là thêm cụm từ, hay là bớt cụm từ này nọ. Tức là nó phải có ít nhất là một chi tiết nó khác nhau, không được giống hoàn toàn 100%. Thứ hai là cái chỗ hình ảnh. Hình ảnh quan trọng nhất là cái hình ảnh chính, nó phải là cái hình duy nhất, không nó chưa được đăng. Cái hình đó nó chưa có làm hình chính của bất kỳ cái bài đăng nào khác đó, thì Alibaba nó mới không, nó mới duyệt cho mình đăng cái bài đăng đó. Nếu không là nó sẽ quét và nó báo mình là kêu mình chỉnh sửa lại ấy. Đó, nhớ nha, tên sản phẩm và cái hình ảnh hình chính không được bị trùng nhau là được. Đẹp rồi. Em vừa giới thiệu cho mình một số cái
cách để mà mình có thể sưu tầm cái bộ từ khóa cho cái sản phẩm của mình. Và nhớ là mình phải tối ưu thường xuyên nha. Ví dụ như là sản phẩm về lông mi, em nhớ là ở bên tiếng Anh thì hình như là gọi là pro-made, còn tiếng Mỹ thì gọi là pre-made đó. Đó, hai cái bên nó lại khác nhau. Nếu mà mình tập trung vào thị trường Mỹ thì mình phải làm đăng đúng cái từ mà họ tìm kiếm nha. Còn nếu mà mình đăng sai thì cái lượt view của thị trường đó nó sẽ rất là thấp. Đó, đó là vụ quan trọng của cái việc mà mình cập nhật từ khóa. Tiếp theo, rồi để mà tăng lượt view, còn cái chỗ này đó là cái showcase mà em thường thấy anh chị rất là ít khi quan tâm này, nhưng mà cái việc showcase nó ảnh hưởng rất là lớn cái lượt hiển thị của mình nha. Em cho anh chị xem, showcase đó là những cái sản phẩm trong cái kệ trưng bày ấy, như lúc nãy em vừa đề cập rồi. Mình vào product này, product showcase. Dạ, lấy bài đối thủ. Mình lấy bài đối thủ là mình lấy gì ạ? Mình lấy hình ảnh hay là từ khóa hay là sao ạ? Bạn Phương, bạn Phượng ấy. À, hình ảnh à, không được. Tức là cái việc lấy bài của đối thủ hay là lấy bài của Google á, của hình vì hình ảnh của đối thủ hay là của Google, cái này là bên em khuyến khích là mình đừng nên làm nha. Đừng nên làm, thì mình nên lấy những cái hình ảnh thực của mình á. Tại vì lấy hình ảnh trên Google hay là của bên đối thủ có khi là nó báo bản quyền, nó bị dính bản quyền của nó. Đó, thì tốt nhất là mình nên để hình ảnh thật của mình. Còn cái phần từ khóa này mình cũng vẫn lên, có thể lên của đối thủ mình xem có một số cụm từ mình thấy là à, cái cụm từ này có mình có khả năng nó mình cảm thấy là nó sẽ phổ biến, xong rồi mình lấy cái đó mình search ở trong analytics coi cái chỉ số tìm kiếm cho những cái cụm từ đó nó cao hay không. Nếu mà nó cao thì mình dùng trong bộ từ khóa của mình, nếu không cao thì thôi bỏ qua. Đó, tức là bộ từ khóa của họ mình có thể vào mình tham khảo nha, chứ đừng copy 100%. Dạ rồi, đây anh chị xem này, vào cái product showcase nhé, anh chị thấy này, em đang coi cái dữ liệu từ ngày 14 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 5, thì cái lượt tìm kiếm của cái lượt hiển thị gian hàng của em là 185 lượt. À, vậy 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 không phải, 185 lượt này là của những sản phẩm ở trong showcase và nó chiếm tới 26,7%. Trong tất cả cái gian hàng này là có 500, khoảng 575 sản phẩm ấy. Nhưng mà 20 sản phẩm trong showcase nó đang chiếm tới 26,7% lượt hiển thị. Đó, tại vì như em nói là những cái sản phẩm trong kệ trưng bày nó có khả năng hiển thị cao gấp 3 đến 4 lần so với những sản phẩm không nằm trong showcase, cho nên là mình cân nhắc, mình coi lại coi cái showcase của mình có 20 cái vị trí mình đã lấp đầy chưa. Mình đừng có để trống, rất là tiếc nha. Ồ, cái gian hàng này nó bị thiếu 3 sản phẩm rồi. Nếu mà anh chị thấy ở đây nó có chữ Add Product, nó hiện màu xanh này. Ở đây nó có 20 vị trí nhưng mà ở đây điền mới có thiếu mất 3 vị trí chưa điền này, thì mình sẽ bấm vào Add Product để mình điền thêm. Đủ chưa? Còn một vị trí nữa. Rồi, và việc điền những cái sản phẩm vào cái showcase này á, không phải là em lúc nãy em chỉ tạm thời em lắp cho nó đầy thôi, nhưng mà mình có một cái tip để mình điền sản phẩm. Không phải là mình sản phẩm nào mình cũng điền điền vô được, thì mình phải coi sản phẩm nào mà cái hiệu suất của nó tốt ấy, cái performance của nó tốt á, à, mình mới để vào đây thôi. Thì làm sao coi được cái sản phẩm là performance tốt hay không, thì mình cũng vào lại cái analytics này, mình vào product performance. Đây, gian hàng này có 578 sản phẩm. Rồi, anh chị để ý nhé, những cái sản phẩm có lượt view cao, nhìn qua bên phải, nếu mà cái chỗ này nó để là Product Removed, có nghĩa là sản phẩm này đã nằm trong showcase rồi.
Còn nếu chỗ này nó để cái chữ là add product to showcase, có nghĩa là sản phẩm này chưa nằm trong showcase và nó khuyến khích mình là nên gắn nó vào sản phẩm này nó chưa nằm trong showcase đấy, thì mình coi những sản phẩm nào có nhiều lượt view, nhiều lượt click này, nhiều lượt view, nhiều lượt click thì mình nên gắn những cái sản phẩm đó vào trong showcase, chứ không phải là sản phẩm nào mình cũng gắn vô ha. Hoặc là anh chị có thể làm cái bước này, tức là mình nhờ mình có thể là nhờ hệ thống hỗ trợ cho mình luôn. Đây, bằng cách là mình vào Analytics này, mình vào Smart Showcase. Anh chị bật hai cái nút này lên nha. Thì hai cái nút này nó có chức năng là nó sẽ lọc cho mình những cái sản phẩm nào á mà tuần này hay tháng này nó có performance tốt, thì nó sẽ tự động nó đổi, nó sẽ tự động cập nhật vào cái showcase của mình luôn. Đó, mình không cần phải làm thủ công. Nhớ bên vào lại nha, Analytics này, Smart Showcase này, rồi mở hai cái nút này lên. Đó, những sản phẩm nào performance tốt nó sẽ tự động gắn vào showcase cho mình. Từ khóa ngành hàng. Dạ, từ khóa ngành hàng của quốc gia họ search như thế nào? Dạ rồi, để mà search từ khóa của cái tùy theo quốc gia để em nói lại nha. Đây, mình vào giúp em Analytics ha. Rồi, mình vào Keyword Analytics này. Rồi, ví dụ mình có một cái, rồi nếu mà mình có một cái từ khóa cụ thể, ví dụ em cho chữ Superman này. Đây, thì anh chị có thể bấm vào cái chỗ này, Country and Region ở đây này, để mình coi coi. Ví dụ như là mình muốn đánh vào cái khu vực thị trường Mỹ nhé. American. Mỹ chất United States. Đây, có rất là nhiều quốc gia. United States America. Đó, mình bấm vào đây và mình chọn cái thời gian 30 ngày và bắt đầu mình tìm kiếm. Đây, thì anh chị sẽ thấy này, những cái từ mà liên quan tới promay thị trường Mỹ, mình biết được là thị trường Mỹ đang kiểm tra của thị trường Mỹ thôi nha. Thì trong tháng vừa qua, trong 30 ngày gần nhất họ đang tìm kiếm bằng những cái từ nào. Đó. Để mình có thể dùng cái từ này vào bộ từ khóa của mình hen. Của em hiện thêm info be promotional. Cái này nó hiện ở đâu hả bạn Anh Phi? Before be promotion. Này là bạn đang đề cập đến một chương trình quảng cáo hay là bạn thấy hiện ở đâu ạ? Bạn bạn nói rõ hơn thiên sân xíu cho mình nhé. Bạn Anh Phi ơi, hiện phía dưới phần tên sản phẩm, Before Be Promotion, tên sản phẩm, không biết là bạn có thể, chỗ này bạn có thể gắn hình lên được không? À, bạn có thể chụp cái màn hình, ở đây nó có cái nút screenshot này, bạn chụp thử cái màn hình và bạn gửi lên cho mình xem nhé. Được không ạ? Rồi. Edit in before the promotion and product to showcase. Dạ rồi. Add product to showcase có nghĩa là mình đang ở phần này. Cannot the keyword wall. Cái này chắc là
Cái này hiện tại là em cũng mới thấy gần đây, có thể là một cập nhật mới của Alibaba đấy chị. Dạ rồi, để em coi. E4 Bill Promotion. Chị chờ em xíu nha. Dạ, rồi cái chỗ này là cái chỗ như là mới cập nhật của Alibaba đó chị, hôm nay em làm cập nhật các hỗ trợ các nhà em cũng chưa thấy cái phần này nữa, thì em xin phép là em sẽ tìm hiểu lại và em sẽ phản hồi cho mình ấy. Không biết là chị Anh Phi là mình đang mình tên công ty của mình là công ty gì vậy chị, em sẽ liên hệ với các bạn hỗ trợ trực tiếp với mình và phản hồi với mình ạ. Tropico. Dạ vâng. Dạ được nha chị Thu Hà. Dạ vâng, chị Anh Phi của Tropico, khi nào xong em tìm hiểu xong cái phần này em sẽ vào phản hồi với mình nhé. Tại vì phần mềm Alibaba nhiều khi nó cũng cập nhật thường xuyên. Cái này em cũng quên, em sẽ hỏi lại và phản hồi mình sớm ạ. Dạ rồi, em đi tiếp cái phần sau nhé. Dạ. Ok, dạ rồi. Cái phần quan trọng tiếp theo để mà tăng lượt hiển thị, lượt view của mình đó là phần chạy quảng cáo. Nếu anh chị xem, nếu mà cái gian hàng của mình đã được 3 sao rồi, số lượng sản phẩm trong gian hàng của mình khoảng từ 200 đến 300 rồi, ok hết rồi, thì mình hãy cân nhắc đến cái việc là mình chạy quảng cáo. Tại vì như anh chị biết là làm mình kinh doanh online mà, thì cái việc quảng cáo là nó rất là bình thường, nghĩa là bắt buộc mình phải làm luôn á. Nếu mà anh chị không chạy quảng cáo á, thì cái khách hàng họ đâu có biết tới cái gian hàng của mình, nó mãi mãi là ở phía sau, không có cạnh tranh lại với những nhà khác đó. Nó rất khó cạnh tranh với những nhà khác. Anh chị có thể coi, em thấy thường thường á, trung bình ngành á, thì họ sẽ bỏ ra tùy theo ngành nha, nhưng mà trung bình thì em thấy khoảng 25% lượt view của họ là đến từ quảng cáo. Còn những cái người mà leader ngành luôn, top ngành luôn á, là khoảng 50% lượt view của họ là đến từ quảng cáo luôn á. Đó, cho nên khi gian hàng của mình ổn định thì mình nên cân nhắc là mình chạy quảng cáo đi. Thì chạy quảng cáo ở trên Alibaba nó có một cái cách khác biệt như thế này. Em khác biệt như thế này, nó không giống như là quảng cáo như B2C, tức là như Lazada hay Shopee, hay là ở trên đó là mình chạy quảng cáo là mình có đơn hàng. Còn ở trên Alibaba này mình chạy quảng cáo, nếu may mắn nha, nếu may mắn thì mình sẽ có đơn hàng, nhưng mà mục đích của mình là mình để có một cái lượng data lớn, để mình một cái lượng mình sẽ có một cái lượng data lớn này thu hút những cái khách hàng potential về cho mình đó. Và mình có lượng data này, mình có thể phân tích được những cái tình hình kinh doanh của mình nó chính xác hơn. Giống như là rồi về quảng cáo này thì em sẽ thông tin thêm, tức là mình sẽ đẩy cái sản phẩm lên top đầu trang, đó là lý do mà cái lượng view của mình nó tăng rất là nhiều luôn. Thì anh chị thấy những cái sản phẩm này, năm vị trí sau cái vị trí top 1 này, đó là nhà họ, nhà này là họ cũng chạy quảng cáo mà dạng như là chạy đấu thầu này. Tiếp theo, những vị trí tiếp theo này, những cái nhà mà có chịu chạy ad ở đây này, đó là họ đã bỏ tiền ra họ chạy quảng cáo và sản phẩm của họ nằm ở trên trang đầu tiên ở 5-6 vị trí đầu đó. Rồi, và quảng cáo ở trên Alibaba mình chỉ trả phí khi mà khách hàng họ click vào thôi, có nghĩa là lượt view á, là miễn phí. Khi nào khách hàng click vào thì mình mới trả tiền, nó không giống như Facebook. Facebook có nghĩa là khi nào mình nhìn thấy là tốn tiền, còn đây không phải, chừng nào khách click vào thì mình mới tốn đó. Còn và mình có thể là tùy theo cái chương trình quảng cáo mình chạy, ví dụ mình chạy custom thì mình có thể là nhắm được vào cái thị trường mục tiêu này, cái sản phẩm mình đang muốn cần cần chạy cần đẩy mạnh đó. Đó, mình có thể tập trung hơn rồi, và từ đó có thể làm tăng cái cơ hội kinh doanh của mình lên. Rồi chạy quảng cáo, em có thể anh chị nhìn vào cái sơ đồ này này, thì hiện tại ở trên Alibaba có những cái chiến dịch chạy quảng cáo như là Premium Sponsor Ad, có nghĩa là họ đấu thầu từ khóa, nó nằm ở đây này
Đây, ví dụ nhà này lúc nãy em tìm kiếm cái chữ cordyceps này, là họ đang mua cái từ cordyceps rồi này. Khi mà mình bấm cái chữ cordyceps này thì họ lúc nào họ cũng nằm ở trên top 1 và nằm ở đây là 1 năm luôn. Và cái từ khóa này là mình phải mua. Thì nếu mà anh chị có cân nhắc chạy cái chương trình này, anh chị có thể báo với bên em kiểm tra xem cái từ mà mình muốn mua hiện tại cái giá đấu thầu của nó là bao nhiêu, và mình có thể, và nếu mà mình mua cái đó, mua cái từ khóa đó là mình sẽ nằm trong top 1 như thế này. Đó, những cái từ khóa mà càng phổ biến càng thì cái giá nó càng cao, nó rơi vào cũng tùy nha, cũng khoảng mấy nghìn đô, hoặc là những cái từ phổ biến em cũng từng thấy những cái từ như là 30 mấy nghìn đô hoặc là 100 nghìn đô cũng có luôn ấy, tùy theo sản phẩm của mình. Ví dụ những từ như là coffee hay là cashew nut hoặc là plastic bag, gọi những cái từ phổ biến đó, nó rất là giá rất là cao. Rồi, anh chị liên hệ bên em sẽ kiểm tra cho mình cái giá cụ thể. À, tiếp theo cái phổ biến thứ hai mà bên mình hay chạy đó là cái smart marketing. Smart marketing đây là cái này, smart marketing này, hoặc là những cái regular campaign như là custom campaign và automatic campaign, chạy tự động. Thì thường chạy nhất ở trên sàn này á, thường sử dụng nhiều nhất đó là đấu thầu từ khóa này, smart marketing và custom campaign. Thì em sẽ đi chi tiết vào những cái chiến dịch quảng cáo này. Đây, đấu thầu từ khóa em vừa nãy mới xong mới nói rồi. Bây giờ quảng cáo thông minh smart marketing để anh chị kiểm tra lại xem hiện tại là cái gian hàng của mình là còn bao nhiêu tiền quảng cáo. Cái smart marketing này á, đó là một cái việc chạy quảng cáo tự động. Khi mà gian hàng của mình đạt đủ 60 sản phẩm, cái gian hàng của mình đạt đủ 60 sản phẩm trở lên và chỉ có thể tắt chiến dịch sau 10 ngày, nó khi nào mà nó bắt đầu chạy rồi á, mình chỉ có thể tắt sau 10 ngày thôi. Và cái chiến dịch này nó thường là nó sẽ dành cho những cái nhà GTS mới, có nghĩa là mình chưa có kinh nghiệm chạy quảng cáo lần nào ở trên đây, chưa chạy lần nào, thì mình nên chọn cái smart marketing này, tại vì nó sẽ chạy trên tất cả các sản phẩm của mình này, trên tất cả các thị trường luôn. Để chi? Để mình thu được một cái khối lượng dữ liệu lớn để mình biết được là à, dòng sản phẩm nào của mình đang được khách hàng họ yêu thích nhất, sản phẩm nào mà khách hàng quan tâm nhiều ấy, rồi thị trường nào đang quan tâm đến sản phẩm của mình nhiều nhất, và mình cũng từ và mình cũng có thể là nhìn ra được cái vấn đề của gian hàng của mình kịp thời. Thì vấn đề cụ thể như là ví dụ mình có một kéo về một cái lượng view rất là lớn luôn, nhưng mà cái lượt click của mình nó lại quá ít đó, thì cái đó là vấn đề của mình, là ở chỗ khách không click vào, khách đi ngang và khách đi luôn không click vào, hoặc là lượt view về lớn này, lượt click về lớn này, nhưng mà thư hỏi hàng của mình nó quá ít đó. Thì cái vấn đề lúc đó mình biết được là à, khách hàng đi vô gian hàng xong lại đi ra không có gửi thư hỏi hàng, thì mình biết được cái vấn đề của mình ở đâu và mình kịp thời mình vào mình chỉnh sửa ngay. Và cái smart marketing này bên em khuyến khích là mình nên chạy càng sớm càng tốt, nên chạy càng sớm càng tốt để mình nắm được những cái dữ liệu này và mình biết được cái định hướng tiếp theo mà khi vận hành gian hàng của mình là như thế nào. Em thấy đường thường đa số các anh chị là rất là ngại chạy quảng cáo nha, một số khách là để tới cuối hợp đồng luôn mới bắt đầu chạy, thì lúc đó nó quá, nó hơi hơi trễ rồi á, mình thu được cái dữ liệu data về cũng chẳng có làm được gì. Cho nên em khuyến khích là nên em xin lỗi, nên chạy càng sớm càng tốt. Rồi, cái chiến dịch thứ hai. Rồi, em xin lỗi, nhưng bị khan tiếng. Dạ. Em xin lỗi. Cái chiến dịch thứ ba mà bên bên những gian hàng ở bên trên Alibaba rất là thường chạy đó là cái custom campaign. Nó khác với khi mà mình đã chạy marketing smart marketing rồi, mình nắm được là cái thị trường nào quan tâm đến mình rồi và cái sản phẩm nào mình đã bán chạy rồi á, thì tiếp theo đó mình có thể chạy cái custom campaign. Cái custom campaign này mình có thể điều chỉnh, nó không có chạy trên tất cả nữa mà mình sẽ điều chỉnh tay cái thị trường nào mình muốn chạy này, sản phẩm nào mình muốn chạy này, cái giá tiền mình muốn chạy bao nhiêu này đó, thì đó là cái custom campaign, và thường là dành cho những cái đơn vị mà họ đã chạy smart marketing rồi hoặc là họ đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo rồi. Tại vì khi chạy cái custom này nên mình phải theo dõi thường xuyên,
mình theo dõi thường xuyên xem à cái sản phẩm này nếu mà mình chạy mà nó không hiệu quả mình phải kịp thời mình đổi sản phẩm khác. Cái từ khóa này á nó mình đang chạy nhưng mà cái lượt view ít quá, lượt click ít quá thì mình phải kịp thời mình đổi sang cái từ khóa khác. Đó, mình phải theo dõi thường xuyên chứ không có thể là để tự nó chạy giống như Smart Marketing được. Rồi. Thì cái chiến dịch này á à, chị Dung Trân ơi. Chị à, mình có thể tắt mic cho Bell được không ạ? À, dạ rồi. Dạ rồi thì em. Dạ rồi tắt rồi. Rồi em nói tiếp nhé. Thì đó là cái chương trình chạy quảng cáo này. Thì đây em có thể cho anh chị xem sơ qua cái chương trình chạy quảng cáo này nếu mà mình chưa chạy bao giờ. Mình vào giúp em cái mục content ha. Đây thì cái chương trình chạy custom mình sẽ bấm vào cái custom campaign này. Rồi khi mà bắt đầu chạy mình sẽ bấm vào cái create campaign này. Rồi mình chạy cái campaign nào thì nhớ để ý là nó đã tích vào cái custom campaign chưa. Rồi đặt tên cái campaign này. Đây là cái ngày tháng bắt đầu chạy, cái ngày lễ, cái ngày bắt đầu chạy đi. Ngày bắt đầu chạy 26 tháng 5. Rồi save continue. Và khi à anh chị nhớ lưu ý nha. Khi nào mà mình có cái mục đích mình muốn chạy á thì mình hãy vào đây mình thao tác nha. Tại vì có trường hợp ở đây nó để là 3 bước, 4 bước nhưng mà mình chỉ cần thao tác cái bước thứ ba thôi là nó cũng tự động chạy rồi. Trước đó là mình em cũng có khách làm tới bước thứ ba anh chị nói chưa làm hết mà sao tự nhiên nó lại chạy luôn. Nhưng mà hệ thống là vậy đó. Khi nào mà mình muốn chạy mình hãy vào đây thao tác, nếu không thì mình khoan hẳn thao tác nha. Và trước khi anh chị muốn chạy anh chị có thể book một buổi tư vấn với bên em thì bên em sẽ tư vấn cho mình cách chạy như thế nào cho nó hiệu quả. Nha. Thì ở đây bước thứ hai này mình có thể chọn được những cái sản phẩm nào mình muốn chạy đó, mình muốn chạy sản phẩm nào mình có thể click vào rồi xem continue. Như là tiếp theo là cái budget mình muốn chạy, ví dụ mình muốn chạy theo mình muốn đặt cái budget theo ngày tối thiểu hiện tại là 500.000 một ngày, 500.000 một ngày là tối thiểu, hoặc là mình có thể bật cái nút weekly budget ở đây thì nó sẽ giới hạn budget theo tuần. Ví dụ mình đặt ở đây 500.000 thường là một tuần nữa là 3,5 triệu thì nó sẽ có ngày ha, nếu mà lượt click nhiều á, lượng tương tác nhiều á, nó sẽ mất khoảng 600.000 thì ngày thứ hai nó sẽ giảm xuống còn khoảng 400.000. Nói chung là cái tuần đó nó sẽ gói gọn cho mình là chỉ 3,5 triệu thôi, nó không có nhiều hơn đó. Rồi cái ở đây mình có thể điều chỉnh cái giá bid. Giá bid đây là cái giá đấu thầu của cái từ khóa. Ồ, em sợ loại giá đấu giá cho cái lượt lít của mình. Thì cái giá giá bid cho cái lượt lít của mình càng cao á thì cái hiển thị của mình nó càng lớn. Ví dụ trung bình ở đây mình có thể đặt theo tùy, nếu mình để industry intelligence bid á thì nó sẽ dựa trên cái trung bình của ngành. Còn nếu không mình bấm vào manual bid thì mình có thể đặt giá lít theo cái budget theo cái nhu cầu của mình, ví dụ như là đặt sản phẩm ví dụ 13.000 đi, 13 15 ví dụ vậy. Đó, mình có thể cũng có thể là kèm theo cái keyword nữa. Nếu mà mình muốn chạy cho những cái keyword nhất định. Đây. Đó, nó gợi ý cho mình những cái keyword mình có thể chạy này. Đâu đâu có nhiều chưa mà mới tháng 11 nhưng mà em không biết trả mà sao. Rồi, tiếp theo đó là xem continue. Tiếp theo là mình có thể chọn được cái thị trường mà anh chị muốn tập trung vào luôn. Nếu mà Smart Marketing là nó sẽ chạy hết tất cả các thị trường. Nhưng mà ở đây mình có thể chọn được. Ví dụ mình muốn là chỉ chạy như là Canada này, chỉ chạy Mỹ này, thì những cái chỗ này mình sẽ ưu tiên hơn thì mình sẽ để cái giá bid của mình nó tăng lên là 150%, ví dụ vậy. Thì lúc nãy cái giá của mình là 13.000 thì 150% nó sẽ lên là, thì khi mà khách hàng Canada hoặc là United States họ click vào nó sẽ tốn khoảng 19.500. À. Rồi, hoặc là Europe. Europe mình báo cho Anh này, cho Tây Ban Nha, cho Đức này.
Đó, tùy theo cái nhu cầu mình muốn chạy ha. Rồi nếu mà anh chị chưa chạy lần nào thì em khuyến khích là nên chạy Smart Marketing nha, và nên chạy càng sớm càng tốt chứ mình đừng có để quá lâu. Vì nhiều anh chị mình hay có cái em thấy nhiều anh chị như thế này, mình lên sàn xong rồi bên em hướng dẫn mình là cứ mình đăng bài này, mình kéo số sao này, thì cái lượt view nó cũng tăng, nhưng mà nó tăng cũng chưa gọi là nhiều lắm, mình phải kết hợp thêm quảng cáo nữa. Thì khi mà các anh chị không chạy quảng cáo, cái lượt view nó ít á, cái thư hỏi hàng ít, cái bắt đầu anh chị sa nản, anh chị sa nản đó. Rất là nhiều trường hợp như vậy thì nên chạy quảng cáo để cái lượt view của mình nó tăng nhiều hơn, nó có nhiều data để mà mình có thể phân tích. Rồi đó là những cái chương trình marketing. Rồi tiếp theo mà để tăng cái lượt view, còn có mình có thể tham gia vào cái chương trình online marketing, các chương trình trade show hoặc là live stream. Thì online marketing đây là những cái chương trình mà ở trên đây em có đề cập sơ qua này. Đây, ví dụ như là triển lãm ngành dành cho các nhà bán này, e-commerce master này, hoặc là lớn nhất trong năm là em thấy là có hai cái chương trình đó là March Expo và Super September, hoặc là Indies, là hai cái chương trình lớn nhất năm nè. March Expo là diễn ra vào tháng 3, còn Super September nó diễn ra vào tháng 9. Thì tại những cái sự kiện này á, Alibaba họ sẽ tự bỏ tiền ra, họ chạy quảng cáo trên tất cả các nền tảng luôn để kéo traffic về cái gian hàng Alibaba của mình. Và theo kinh nghiệm những anh chị mà đã tham gia rồi, anh chị nói là cái lượt view của họ tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần luôn á, mà mình không cần phải tốn tiền chạy quảng cáo. Đó là Alibaba họ tự chạy quảng cáo cho mình luôn. Nhưng mà để tham gia được không phải là ai cũng tham gia được đâu, nó cũng tùy thuộc vào nhiều điều kiện nữa. Ví dụ như cái nhóm ngành của mình đó, nó có thuộc nhóm ngành để mà tham gia hay không. Rồi chỉ số sao gian hàng của mình tối thiểu là 2 sao nha. Còn những nhà 0 sao và 1 sao là mình không được tham gia. Tại vì cái năng lực cạnh tranh của mình thấp đó, mình không có tham gia được. Rồi gian hàng phải có ít nhất 30 sản phẩm potential. Và cuối cùng là mình phải còn thời hạn hợp đồng cho đến hết cái thời gian mà diễn ra chương trình. Đó. Thì cái này là cái điều kiện của năm tháng Max Expo năm 2023. Còn sắp tới là có thay đổi gì hay không thì khi nào mà sự kiện diễn ra thì các bạn hỗ trợ cho mình trực bạn hỗ trợ trực tiếp cho mình đó, các bạn sẽ thông báo cụ thể ha. Và nếu mà mình đủ điều kiện thì các bạn sẽ thông báo và mời anh chị tham gia. Hoặc là anh chị có thể cân nhắc là mình làm những cái livestream đi. Ở trên Alibaba nó có những cái mục livestream này có thể kéo lượt view về cho mình này. Đây, mình có thể lên coi thử các nhà bán khác họ livestream như thế nào. Đây, mình vào Alibaba xong mình kéo xuống đây, anh chị thấy cái phần live nè. Bấm vào xem. Đây họ đang live stream sản phẩm của họ này, giống như là mình live stream Facebook rồi đó. Thì mình mỗi lần mình live thì mình chọn cái thời điểm mà cái đối tượng khách hàng của mình họ đang dạng đang thức hay đang hoạt động nhiều ấy, mình canh thời gian xong rồi mình mở live stream lên. Đây là cũng là một cách em thấy thu hút lượt view về rất là tốt luôn á đó. Đó, mình giới thiệu sản phẩm của mình theo giờ thời gian thực. Khi nào mà anh chị có nhu cầu làm những cái buổi livestream này, anh chị có thể báo bên em, bên các bạn hỗ trợ cho mình sẽ hướng dẫn cho mình một cách chi tiết khác. Rồi, thì túm lại, nãy giờ nói quá trời, để em túm lại cái nội tất cả cái nội dung em đang nói này. Rồi, khi hoạt động ở trên sàn Alibaba, anh chị phải cố gắng mình theo dõi cái hệ thống VCIO này càng sát càng tốt. Mình phải ghi, mình thống kê hàng tháng này, mình ghi lại, mình so sánh này để mình biết được cái sức khỏe gian hàng của mình như thế nào. VCIO là view, click, inquiry và ra order. View sang lead ít nhất phải 1% và từ lead sang inquiry là 10%. Thì hôm nay cái phần em trình bày là tăng được view, nó có những cách. Đầu tiên là star rating, anh chị coi lại gian hàng của mình star rating được bao nhiêu rồi, được 3 sao chưa. Thứ hai, số lượng bài đăng của mình được bao nhiêu rồi, được khoảng 300 bài đăng chưa. Nó hoặc 300 bài đăng chưa, đó là tối thiểu nha. Còn nhiều càng nhiều thì càng tốt.
Rồi tiếp theo là mình coi những cái sản phẩm showcase của mình. Sản phẩm showcase của mình nó đã lắp đầy hết cái kệ gian, cái kệ hàng showcase chưa? Và những sản phẩm trong đó có phải là những cái sản phẩm mà có lượt view, lượt click cao hay không? Đó. Rồi, tiếp theo là anh chị coi lại khi mà tất cả ba cái điều này nó ok hết rồi thì mình cân nhắc là mình chạy quảng cáo đi. Đó, mình cân nhắc là mình chạy quảng cáo. Nếu mà tài khoản của mình đang có 10, thông thường anh chị mua cái gói lúc trước là 2499 thì mình có 500 đô trong tài khoản là 11 triệu 8 là mình có thể chạy trước cái chương trình Smart Marketing. Nếu mình chưa có thì mình nên top up lên để mình chạy, để mình chạy cái quảng cáo để mình thu hút lượt view về. Thì em thấy là những cái nhà chạy quảng cáo lượt view nó tăng lên khoảng 10 lần luôn ấy, rất là nhiều luôn á. Rồi cuối cùng là số 5 là mình khi nào mà có những cái chương trình online trade show này, bên em sẽ thông báo và anh chị cố gắng mình đăng ký mình tham gia để thu hút lượt view về gian hàng của mình hen, hoặc là mình tổ chức những cái chương trình livestream cho cái sản phẩm của mình. Và trong quá trình mình hoạt động mình nhớ là theo dõi thường xuyên các số liệu này và theo dõi cái chỉ số nào, cái phần nào nó bị yếu là mình tập trung cái chỗ đó, mình tối ưu cái gian hàng, mình tối ưu cái bài đăng lên đó, mình tối ưu xong thì mình lại quay về các bước là tăng lượt view. Đó, thì đó là cái quy trình mà mình làm, mình hoạt động ở trên Alibaba. Và em thấy là những nhà mà họ hoạt động tốt á, họ làm cái này rất là tốt luôn nha. Họ làm cái này rất là tốt luôn ấy. Đó. Rồi, thì em buổi hướng dẫn chia sẻ thông tin buổi chia sẻ hôm nay đến đây là hết rồi. Thì không biết là anh chị có câu hỏi nào muốn đặt ra cho em không á? Dạ. Dạ, nếu mình không có câu hỏi nào đặt ra cho em thì em xin phép là kết thúc buổi hướng dẫn nha. Buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây nhé. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham gia. Và chúc anh chị buổi chiều tốt lành ạ. Chào anh chị.